Vị trí địa lý xã Thủy An, xã Thủy An nằm ở tây thị xã Đông Triều, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Việt Dân và phường Hồng Phong, phía tây giáp xã Nguyễn Huệ, phía nam giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Kinh Thầy. Phía bắc giáp xã Bình Dương, xã Thủy An có diện tích 7,92 km, dân số năm 1999 là 3.744 người, mật độ dân số đạt 473.